bỏ áo ra lại như say rượu biến thái. Ơ kìa, anh em này, anh em tìm với tôi là say rượu biến thái như này anh em. Lấy được quần đi. Thì cỡ này bây giờ mà chưa vợ vào ba mặc bộ này đứng sắn tay thì có khi là cũng có người mời đấy. Đúng rồi. Anh có thể uống cùng em một ly. Ở đây kém. Anh Vinh ơi, mua bộ mua cái gì ạ? Mua bao nhiêu bộ vest thì được cưới anh làm chồng ạ? Ây giời chết. Chị Hương ơi, chết em. Mà khoan, sao lại cưới? Mua vest lại cưới anh làm chồng nhỉ? Em tranh thủ mãi tối mới được giả vờ giả vịt đi bán hàng giao lưu với anh em một tí. Chị này là mai là thôi khỏi đi bán hàng, chết đấy. Tôi đứng ở đây với tất cả các bạn. Vì sao? Tôi tự tin năm 2025 tôi sẽ kiếm được 1 triệu đô. Các bạn có tin tôi không? Hợp đồng. Lấy ngay hợp đồng vào đây. Anh Phil nói gì để chồng em nó đáp đôi dép chó gặm tan nát của nó đi để em mua cho mua dép của anh. Ôi em ơi, chồng em đến mức độ cái đôi dép chó gặm nó không đáp đi bởi vì trong lòng nó khổ tâm đấy em. Trên người nó thì không có tiền. Tiền của chồng em thì em cầm. Mỗi một ngày lúc nào cũng gầm ghè em nhìn. Chồng em có dám ý kiến gì đâu thì làm sao nó dám đáp cái gì đi. Có khi bây giờ là còn một chiếc nó không dám đáp đi luôn đấy. Vâng ạ, thế thì thôi để cho hâm nóng tình cảm vợ chồng em mua một đôi dép của anh. Ngày mai ship về em mở ra. Này, đi vào đi. Chắc nó rơi nước mắt luôn đấy em. Chứ còn phải nói gì nữa. Thật sự luôn đấy. Vâng ạ, thật sự em quay ra em nhìn nó đi. Cuộc sống của nó quá khổ rồi. Đôi dép chó gặm nó còn không dám vứt đi. Khổ quá thể. Có bạn bảo anh là gọi vợ thuyết phục hộ. Rồi vợ bạn ấy thuyết phục hộ. Ôi thôi mẹ phải tôi gọi vợ bạn ấy chết người bạn đùa. Mình thường có một mình không bị chửi thì là tôi rất không gọi tôi vào để nó chửi chung mẹ. Bạn bè reo thì thề luôn. Là giống y hệt câu chuyện là rủ nhau đi bio. Đấy. Ui. Bạn ấy bạn gọi xin giúp vợ tôi cái. Ấy không được đâu. Đúng không? Không thể nào được. Ví dụ bị bắt đúng không? Thì là ông phải chịu đi mẹ. Tự dưng bảo là mẹ mày tại cái thằng này. Thằng này nó rủ. Đéo là hàm ăn gì cả. Tôi rủ đi bio mày thề bạn. Lỡ bạn mặc xong bạn có cái chuyện gì ở ngoài cái bạn lại bảo là tại tôi không được. Nó chỉ tôi trải nghiệm cái anh em. Tôi mặc lên cái tôi phát hiện ra một cái. Cộng với việc là một vài đóng góp nữa, ý kiến của vợ tôi nhận ra một điều này các bạn ạ. Tôi rất phù hợp với những cái gì trông có vẻ hơi chơi chơi một tí các bạn ạ. Tôi không thể nghiêm túc nổi hay sao ấy. Bao nhiêu bộ polo này kia các brand mang đến mặt không thể nào ra dáng được. Người ta là người thành công, doanh nhân, ABC, Z. Thế mà mặc bộ này trông như kiểu là mấy ông fuck boy mà đến tuổi không cương nổi. Thế thì đấy. Mặc này là lên. Đúng không? Mấy bạn trẻ trẻ mà cái này đúng ra nó mới hợp. Mình ba mấy tuổi rồi. Này có khi là buổi sau là phải làm tí tóc vuốt vuốt. Là rồi. Kiểu bóng bóng rồi đúng không? Anh phải để nó gọi là đầu gì nhỉ? Đầu mà các boy hay để ở đầu gì nhỉ? Môi holy gần chéo à? Môi gần chéo. Vâng. Cái gì ạ? Nữ mặc đi trời mưa bao sexy. Ồ thôi anh em ơi. Đi quá xa được. Mấy anh em chưa. Đầu anh em đi xa đến cái đoạn đấy luôn trời đấy. Không được, tưởng tượng xa quá anh em à. Thề luôn đấy. Thôi. Cái này là đến gọi là các hư luôn rồi đây. Hư quá không được anh ạ. Nãy dừng đến đoạn anh Pew được rồi. Nữ mặc được không? Để mình nói các bạn điều này nhá. Mình đã nhìn nhiều bạn nữ mặc đồ lụa rồi. Hôm trước có bạn Ân mặc đẹp mày. Nó là cái sự hấp dẫn, nó là cái sự keo thì thôi rồi. 502. Thề, tại vì phụ nữ là đã nhiều đường cong nên là khi mà mặc đồ lụa vào ấy nó đánh sóng nhiều hơn. Đàn ông có mấy đường cong đâu mà nó đã đánh sóng nhiều như này rồi. Đây thì khi đường thẳng mà thi thoảng nó mới hơi gọi là động đất tí thôi. Còn phụ nữ là cong nhiều thì khi mà mặc đồ lụa ấy nhìn nó sẽ rất là keo, hứa các bạn luôn, nhìn nó khó chịu lắm luôn ý. Ừ đúng rồi. Đây là từ một bad boy chia sẻ. Em phiên bản anh Pew mặc áo nữ nhưng mà anh Pew mặc được chưa mọi người? Đây các chị đi xe thế này đúng không? Chính xác. Đây đây, anh mà. Đây đây, kéo này lên được này, À! Anh hiểu chưa? Đã hiểu. Kiến thức đã tiếp thu. À rồi, vâng. Cầm mic của anh ấy. Rồi có nghĩa là nếu mà nóng quá mình ấy lên, còn nếu mà mình ấy xuống. Mà nóng quá. Không nóng quá nha. Nóng quá thì ở đây có rồi. Xin lỗi. Có nghĩa là nóng quá. Vâng, ok ạ. Bạn nữ tiếc với mình cái hôn gió nữa sao? Chưa gì nữa.
Các bạn, ông phải hiểu một điều, con gái đi ra đường người ta đã phải tính luôn là ngày hôm nay đi đâu, với ai, làm gì. Người ta sẽ make up dùng loại nào, đắt tiền hay nhiều tiền hay ít tiền. Mỗi một lần đi ra đường là tốn bao nhiêu tiền là phải tính đúng không em? Rồi tính tí. Chưa gì nữa, đi về là phải dùng lau cái rồi, ra ngoài đường phải mất một tiếng make up, mặc quần áo, xịt nước hoa, các kiểu. Xong đi bán hàng thôi, tắm phải xịt nước hoa. Không, bán hàng thì không, nhưng... Đấy, thấy chưa? Một lần đi ra đường có khi cả 100.000 đấy. Tiền lên mặt này, tiền ở mùi hương, cơ thể, quần áo. Các ông thề, đúng là không hiểu phụ nữ rồi. Mà có người yêu hay chồng, em mua cho 10 bộ. 10 bộ? Đâu rồi? Cho anh cái cặn cái sorry em, đảo hơi nhiều. Đây! Lại mối rồi. Đây rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Em mà có người yêu hay chồng, em mua cho 10 bộ. Các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Sao nào? Si tâm và vọng tưởng. Úi dồi ôi, deep thế. Xem nào. Xong tí nhạc kép kép giật giật xem nào. Ai cũng có hai mắt nhưng không phải vì vậy mà cách nhìn đời đều giống nhau. Hình hình này là hình gì bạn? Nó có thể rõ hơn thì ai là một nửa này không kịp, không hiểu là hình gì. Ôi giời ơi. Đâu rồi? Đâu chuyện gì sao vậy? Đó, giữa giữa anh. Ai à? Đây đây, nhạc này là cái gì đấy? Có những con đường bắt buộc phải đi một mình. Đó không phải cô đơn mà đó là sự lựa chọn. Của mỗi một ảnh phải nhiều ảnh lên, nhiều kiểu lên. Có một cái ảnh 3-4 gái làm sao người ta nhìn được. Thật sự luôn, phê bình. Quá phê bình luôn. Ui, đó, khỏe chưa? Dạo này tay chân trông cũng phải ăn được hay sao, đi bán hàng ăn được hay sao, tay chân nó không còn mảnh khảnh lắm này. Ở trộm vía, trộm vía. Ừ đấy, hình như dạo này lên cân đấy nhỉ. Lên cân ạ. À. Có khi đó. Là có cái không có cân điện tử ở đây nhỉ. Hình như mình lên cân hay sao ấy các bạn ạ. Hay là đó. Mặc bộ này nhìn nó fit nền lên nhỉ. Tôi nghĩ là dạo này tôi lên cân lắm các bạn ạ. Tay tôi người trước nó không thể to này đâu. À, ừ, xưa, ừ, dạo này thì toàn test đồ thì cứ từng hộp một thè.